chốt chặn Nam Kharkov tan vỡ, quân Ukraine bị Nga truy đuổi gắt gao tới Donetsk. Tại phía nam Izium, thuộc khu vực Kharkov, quân đội Ukraine đã bị đánh lui đến sông Suka, Kamyanka. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã công bố điều này trong một báo cáo tóm tắt, được công bố chỉ sau một ngày, tuyên bố phía Ukraine tiếp tục kiểm soát Izium. Nhiều khả năng quân đội Ukraine đã ra lệnh cho các đơn vị bị đánh bật khỏi Izium, hợp nhất với quân tăng viện từ Slavyansk và cố gắng chặn đứng đà tiến của lực lượng Nga ở ranh giới của hai khu vực tại phòng tuyến Dolina Tuy nhiên, các sự kiện ở phía nam Izium đang phát triển ngày càng nhanh chóng và vượt quá dự tính của Kiev. Để ngăn chặn các lực lượng Ukraine từ các nơi khác của Kharkov đến hỗ trợ cho nhóm này, quân đội Nga đã tiếp tục phong tỏa theo hướng Barenkovo. Các lực lượng Nga đã đánh bại nhóm quân Ukraine rút lui tại khu vực làng Dokenkoi Và sau đó, bằng một loạt các cuộc tấn công đã phá vỡ thê đội 2 của đối phương dọc tuyến Krasnopolio, Dolina, cách Izium khoảng 25 km về hướng Slavians. Việc đột phá tuyến phòng thủ gần khu vực dân cư Dolina dẫn đến thực tế là tàn quân Ukraine từ Izium đã phải di chuyển xa hơn, di chuyển dọc theo khu vực Tây Bắc Donetsk. Đa tiến quân của quân Nga tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 4 km, và quân đội Ukraine trong khu vực này, như họ nói, đang cố gắng giành được một chỗ đứng ở phía nam của làng Krestitschi. Nơi này chỉ cách ngoại ô phía bắc của vùng Slavians chưa đầy 5 km.